chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Không khó cho họ đấy. Dạ. Bình đẳng. Dạ, tại chị. Cho đại đức một chai nước, bố thí cho con một chai nước nhỉ. Là được. Bên phía đén à thầy? Đúng rồi, đi đường phía đén 22 á. Thấy sao thầy hỏi đường ấy, sao thầy lại biết đường tắt qua đấy? Dạ, ngày xưa con cũng biết cái đường tắt đó, nhưng mà do có các thầy á, có người á, họ chỉ cái đường đấy. Dạ. Không, hôm kia có một anh nói là đi qua thị trấn Tỉnh Túc á. Nhưng mà tới đó rồi lại có cái đường đi sang Phan Thanh nhé, rẽ cái đường đấy nó gần thì là mọi người chỉ đường à thầy? Dạ, có người chỉ đường. Dạ, rồi mình đi sang đây nó tiện lợi hơn. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con là làm việc ở trong đây thì biết nay được biết thầy qua bên này nên là con đi về đây để được gặp thầy ạ. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Con rất là được hữu duyên được gặp thầy thì cho con xin được đảnh lễ thầy ạ. À, như thế là đảnh lễ Phật Pháp Tăng nhỉ? Dạ. Là được chứ, con thì cũng đang tập học ấy, chưa có gì phải đảnh lễ nhỉ, đảnh lễ đại đức nhỉ. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Vâng. Hữu duyên khi khác đi từ Lạng Sơn qua đấy mới đi Cao Bằng được, còn đi dưới cái Bắc Cạn lên là nó không đi qua Cao Bằng, để đi Hà Giang ấy, nếu mà mình đi mà Lạng Sơn á là chắc chắn nó đi qua Cao Bằng, đi về phía tỉnh Lạng Sơn á. Thế là thầy đi là cũng hỏi đường ấy là? Dạ, cũng hỏi đường. Dạ. Thầy ơi, như vậy thầy đi bộ hành tính đến bây giờ là bao nhiêu lâu rồi thầy? Dạ, con đi năm thứ 6. Đi Bắc Nam như thế này thì lần thứ 4. Yeah. Bên Lào Cai, bên Điện Biên con đi rồi. Lạng Sơn, Quảng Ninh con đi rồi. Giờ còn Cao Bằng, Hà Giang. Dạ, thầy cứ đi ra Bắc rồi lại vào. Thầy ơi, nhưng mà vậy tối rồi thầy ở lại nghỉ địa rồi đó. Thì những cái chỗ đó là muỗi mòng đồ nhiều á. Rồi nó có đốt đồ mình nhiều không thầy? Có đốt nhưng mà rồi mình khắc phục á. Dạ. Mình cũng ngủ rồi cũng qua đêm. Con thấy nhiều thầy có những cái mùng rồi. Dạ. Thầy có không, con thầy có dùng mùng rồi. Con không có mùng thiền nhưng mà mang nó nặng quá. Dạ. Mùng Nam Mô A Di Đà Phật. Mùng nó nặng quá. Yeah. Con không có dùng mùng. Yeah. Nhẹ nhẹ thì được, nặng mang đi không nổi. Yeah. Con mang theo cái tấm bạt để con che mưa. À, vậy là lúc nào mưa là mình dùng, mình che, mình ngồi lại luôn á? Dạ, mình lấy như thế này, mình trùm, mình ngồi đây luôn. Dạ. Rồi. Cái lúc mà sư kể từ lúc tu tới giờ, có lần nào mà sư đi về, sư bị bệnh đồ không? Dạ, không có bị bệnh. Bị bệnh nhưng mà sốt á, hay là cảm cúm, nhưng mà mình bị bệnh ngắn thì nó hết đi. Mình cứ để vậy cho nó tiếp diễn luôn hay sao? Vâng, cứ để như thế rồi tự hết đi. À. Dạ, chứ mình cũng không đi chữa. Dạ. Mình cũng không uống thuốc. Thầy có bị Covid không? Dạ không, con không bị Covid. Hình như là cũng bị Covid nhưng mà con cũng không triệu chứng. Không chữa, không. Không chữa, thầy, không. Thầy có tiêm vaccine hay gì không? Dạ, ở trong Nha Trang thì họ cũng tiêm 2 mũi. Rồi kêu mọi người chích ấy. Dạ. Họ cũng chích cho mình luôn thì họ cách ly á. Thì mình cũng cách ly thì họ tiêm thì mình cũng tiêm. Cái đây 2 năm. Dạ, năm 2021 á.